đó, bộ đồ huyền mây dễ thương không? Người mẫu đó cả nhà, đây bộ đồ huyền cắt và mây xong nè. Hello, mến chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà nhớ cái này không? Hôm qua Huyền đã hướng dẫn cắt đồ bộ một cách đơn giản dễ dàng cho người mới tập mây. Thì hôm nay Huyền sẽ chia sẻ cách ráp đồ và Huyền sẽ hướng dẫn cách nào mà đơn giản, dễ hiểu, dễ làm nhất cho những bạn nào mà thích thích may đồ ở bận ở nhà đó. Đó, thích thiết kế thời trang đó, là tự may đồ bận ở nhà rộng rãi mùa hè cho nó thoáng mát. Trước khi may á thì là mình đi ra ngoài tiệm dắt sổ nha cả nhà, để cho cái vải mình nó khỏi bị tua ra. Đây là cái chiều dài của ống quần. Ráp đường ống trước nha cả nhà nha. Hai đường ống dài này nha cả nhà. Đây đường may nè. Và nhớ đạp thêm một đường chằn nữa ngay gần cái đáy quần để cho nó chặt nha. Để không mình bận vô mình đứng lên ngồi xuống nó dễ bị rách. Đạp hai đường chỉ đi cho nó chắc. Nếu như các bạn biết may thì các bạn rất là thông minh, giờ sẽ cố gắng tìm tòi học hỏi. Vô 6 tấc dây thun. Nhớ vòng qua vòng lại 2-3 đường để cho nó chắc. Vuốt ra cho nó, cho cái đường may mình nó chia làm 2 để mình vô dây thun cho nó dễ. Đây, để vô, đeo vô đạp. Muốn phân biệt cho cái quần đấy, biết cái quần ở phía trước phía sau, nhưng mà cái quần này á, các bạn mặc phía trước phía sau gì cũng được á, đều ok, đều quýt hết. Mấy cái túi chẳng qua là để làm kiểu túi nhỏ nhỏ xinh xinh để làm kiểu. Đây là cái túi này các bạn, nó gắn lên cho nó có kiểu vậy thôi chứ cũng không quan trọng lắm. Đây là mình vô dây thun rồi nè. Giờ bây giờ giờ đạp thêm một đường dằn ở giữa nha các bạn nha. Đạp thêm đường dằn ở giữa nữa là cái lưng thun mình nó sẽ đẹp, nó không có bị chạy tùm lum, nó định vị lại, nó không có chạy. Nè, vô đạp vô kéo cắt ra nè. Vô đạp kéo cắt. Đường may bên trong mình cũng rẽ ra luôn. Giờ mình lên. Hôm qua mình chừa lai 2 phần, hôm nay mình lên 2 phần. Đây là lên lai nè cả nhà. Xong cái quần rồi nè cả nhà. Còn cái áp kia sao? Ở bên này là cái túi nè, cái túi nhỏ nhỏ. Đây là cái lưng quần nè. Đó. Thôi đạp đi. Đạp cái áo đi. Bà quả nóng ruột. Bây giờ thì sẽ ráp áo. Và bây giờ mình sẽ ráp cái áo nha. Cái này là cái vai của cái áo nè, và cái thân sau nè. Giờ mình để thân trước ấp ngược lại. Hai cái vai nối lại nha. Một bên vai rồi đó là tiếp theo một bên nữa. Là được hai bên vai rồi đó. Không, cả nhà thấy không? Ráp hai cái vai rồi nè. Bây giờ mình chưa có viền cổ đâu. Mình sẽ trồng thử vô xem. Coi thử cái cổ nó vừa chưa. Ơ, vừa ra nè. Trồng thử vô đó. Thấy không? Dễ thương không cả nhà? Chưa
cái vòng dễ thương quá. Giờ mình sẽ viền cái cổ cho cả nhà cùng xem ha. Đây là cái sợi dây viền cổ mà mình cắt vải xéo hôm qua nè. Và mình gấp đôi lại. Và cũng gấp đôi cái cổ lại. Mình thử coi thử có đủ không. Mình sẽ để cái đoạn nối ở phía sau cái cổ để mình giấu phía sau lưng. Cái thân sau á, phía sau lưng để mình giấu cái đoạn nối. Đừng bao giờ để cái đoạn nối ở ngay phía trước, ở thân trước nha cả nhà. Mình để ở thân sau để mình giấu cái đoạn nối đi, nhìn cho nó thẩm mỹ. Viền cổ này nó hơi khó một chút nha. Nhà cùng xem nè. Mình canh nửa cm thôi là đưa vô cái chân vịt nè, mà canh vừa nửa cm thôi để khi mình viền cái cọng cổ nó nhỏ nhỏ nó đẹp. Đừng đạp to quá, cái vừa đủ cái chân vịt này là ok nè. Bây giờ cái miếng vải nó bự như vậy không, mình bẻ vô một lần rồi mình lại bẻ thêm một lần nữa rồi lật ra phía trước, dở chân vịt lên, kim cây kim xuống giữ lại cho nó chắc. Rồi bắt đầu một tay bẻ vô, xong rồi bẻ thêm một lần nữa, cứ vậy mà đạp hết. Viền nhỏ nhỏ như vậy mới đẹp. Mình viền được một đoạn rồi nè, cả nhà thấy ok chưa, đều nhỏ đẹp. Đã hoàn tất rồi nè cả nhà, đây là bên trong này và đây là bên ngoài nè, cả nhà nhìn thấy không, phía sau đoạn dấu mình giấu ở đằng sau nè, bên ngoài nè. Ok, cái đường viền bằng miếng vải xéo cho nên khi mình may vào thì nó rất là ôm cái cổ. Ok ha. Xong đoạn vô cái tay, mình sẽ lấy cái nách áo này đo thử xem coi cái tay hôm qua mình cắt có vừa không. Ok, good, vừa. Lên like rồi mình đạp cái thân tay nha cả nhà nha. Mình đạp hai bên sườn áo nha cả nhà. Cái tay ngắn ngắn, nhỏ nhỏ, dễ thương. Bây giờ mình vô tay nha. Cả nhà nhớ hôm qua chỗ này Huyền đánh dấu không? Đây là thân trước nè. Và bây giờ mình sẽ đánh dấu ở giữa cái tay nè. Giữa tay, đây đánh dấu phấn xanh đây. Để khi mình vô với cái thân áo đó, là cái ở cái đoạn phấn xanh này, nó sẽ đi liền với lại cái đường nối của cái vai đây. Công đoạn vô cái tay nha. Nhớ canh ở phía trước, làm dấu là mình để ở phía trước. Đây con dấu nhân đây. Hồi xưa lúc mà mình còn nhỏ xíu, nhà nghèo á, cái mỗi lần mà tới Tết á, ba má đâu có tiền đâu mà may đồ đẹp. Thế là mình thấy các bạn hàng xóm có đồ đẹp á, mình ước ao. Mình ước ao có bộ đồ đẹp. Ước ao mà không có được, không có ai mà thực hiện được cái ước mơ của mình hết. Thế là mình nung nấu ý chí là phải ráng học may cho biết cái may để mà mình may đồ đẹp mình bận. Nung nấu ý chí ghê không. Hồi nhỏ nhà mình nghèo lắm, không có cơm để ăn, lấy gì có quần áo đẹp mà bận. Đã vô được cái tay rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ lộn vải ra cho cả nhà xem. Good chưa? Tròn đẹp chưa? Tay cả nhà nhìn xem, tay áo mình vô rồi nè. Nó tròn cái cổ tay đẹp không? Bận lên người nó sẽ biết rõ hơn. Bây giờ mình lên like áo nữa là xong. Yeah. Có đồ đẹp cho bà ngoại đợi rồi. Ngoại
hồi nãy giờ nôn nóng giờ. Người mẫu đó cả nhà, đây bộ đồ Huyền cắt và may xong nè. Cả nhà thấy ok không? Người lớn mà bận như vậy à, rất là thoải mái, rộng rãi, đẹp. Bộ đồ này dễ thương không? Đẹp không? Cả nhà đó, cả nhà thích thì tặng cho like và subscribe. Nhớ tiếp tục theo dõi video sau nha.